Efe Asaba so găng với Oscar Rivas vào đêm 14 tháng 1 theo giờ địa phương sẽ là sự kiện nổi bật đầu tiên trong năm 2023 của thế giới những người khổng lồ. Để làm nóng cho sự kiện chính tại sòng bạc Standing Stone ở New York sẽ là chuỗi các trận đấu phụ, trong đó quyền Anh hạng nặng còn có thêm trận đấu khác khi Gaido Guianello được thiết lập so găng với Stefan Shaw. Bob Arum cho biết hạng nặng có rất nhiều tài năng và nhà quảng bá của Top Rank hy vọng hai cặp đấu được dự đoán là 50-50 sẽ mang đến cho người hâm mộ màn trình diễn đặc sắc trong đêm 14 tháng 1, khoảng giữa trưa 15 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Asaba nhanh chóng khẳng định mình kể từ tháng 7 năm 2017. Võ sĩ hạng nặng người Nigeria đã có được 6 cú hạ gục ngay trong hiệp 1 ở 8 trận đầu tiên trên võ đài chuyên nghiệp. Tháng 4 năm ngoái, Asaba đã sử dụng tay phải của mình để hạ gục Ryan Howard trong cuộc tranh cử danh hiệu Knockout of the Year. Tuy nhiên, thành tích bất bại của Efe Asaba bị Brang Sanchez hạ gục một lần trước khi võ sĩ người Nigeria thua điểm vào tháng 10 năm 2021. Sau thất bại đó, Asaba phải phẫu thuật cả hai khuỷu tay và tìm lại hương vị chiến thắng vào tháng 8 năm 2022. Đó là thời điểm anh trở lại võ đài và hạ gục Joseph Ramos ở hiệp 2 tại Oklahoma. Frank Sanchez tham dự trận đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch châu Mỹ của WBC, đồng thời cũng là nhà vô địch đang giữ đai NBO của WBO. Frank Sanchez đã từng bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Mỹ của WBC kể từ khi võ sĩ này thắng điểm Joey Dabeco vào tháng 3 năm 2020. Tâm điểm trong chuỗi các trận đấu phụ làm nóng cho sự kiện chính tại chỗ đài T-Mobile Arena là trận bảo vệ hai đai vô địch hạng nặng của Brang Sanchez trước thách thức Efe Asaba. Võ sĩ người Nigeria với nhiệt huyết của sức trẻ nhập cuộc mang theo niềm hy vọng lớn để làm hài lòng nhà quảng bá Bob Arum trong trận đầu tiên tranh đai trên võ đài chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sự bình tĩnh từ nhà đương kim vô địch châu Mỹ của WBC và NABO của WBO, Brang Sanchez là rào cản lớn cho tham vọng của Efe Asaba. Không cần tung đòn nhiều, nhưng mỗi lần tấn công là Brang Sanchez gửi thông điệp mạnh mẽ đến đối thủ. Cả hai võ sĩ đều có đòn tay phải đáng gờm, nhưng Brang Sanchez phát huy tốt hơn, giúp anh tích lũy điểm kỹ thuật từ những hiệp đầu tiên. Điểm nhấn xảy ra ở hiệp thứ 7, khi Efe Asaba dính đòn tay phải, và nếu không bị Brang Sanchez tung đòn móc tay trái, thì anh sẽ không phải ngã đài. Efe Asaba tấn công mạnh mẽ ở hiệp thứ 8, nhưng khi ép đối thủ vào dây đài, thì nhận liền một combo phản đòn trái phải của Brang Sanchez, buộc Efe Asaba muốn thắng thì chỉ còn giải pháp duy nhất là đòn hạ knockout Brang Sanchez trong hai hiệp đấu còn lại. Nhiệm vụ mà võ sĩ người Nigeria đã không thể làm được để cuối cùng nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp, khi tất cả trong ban giám khảo đều nhận định Brang Sanchez chơi tốt hơn thông qua số điểm vượt trội 98-91, 97-92 và 98-91. Nếu như Efe Asaba nhận thất bại đầu tiên sau 16 lần thượng đài, thì cũng là lúc Brang Sanchez bảo vệ thành công hai đai vô địch châu Mỹ của WBC và NABO của WBO trong thời điểm võ sĩ người Cuba này thiết lập trận thắng thứ 19 trong 20 lần bước lên võ đài chuyên nghiệp. Oscar Rivas chuyển đến Canada vào năm 2009 và khẳng định khả năng chuyên môn bằng hàng loạt trận thắng knockout trước khi trở thành nhà vô địch của Liên đoàn Quyền Anh Bắc Mỹ vào tháng 9 năm 2017, thời điểm Rivas hạ gục Carl Davis Roman ở hiệp đầu tiên. Võ đài Standing Stone đã từng chứng kiến kỷ niệm đẹp của võ sĩ người Colombia, đó là lúc anh hạ knockout kỹ thuật của thách thức danh hiệu thế giới Ryan Sanin ở hiệp 12. Chiến thắng thứ 26 liên tiếp giúp Rivas bảo vệ đai NABF, đồng thời đoạt đai IBF quốc tế của Ryan Sanin. Cũng giống như Asaba, võ sĩ người Colombia phải nhận thất bại đầu tiên trên võ đài chuyên nghiệp. Đó là thời điểm anh đến London để so găng với Dillian White. Rivas từng hạ gục đối thủ nước chủ nhà ở hiệp thứ 9, nhưng anh không khai thác triệt để cơ hội để cuối cùng thua điểm kỹ thuật sau 12 hiệp. Kể từ trận thua Dillian White, võ sĩ 35 tuổi người Colombia tìm lại hương vị chiến thắng khi phúc phục Silvera Luis trong vòng 3 hiệp. Đặc biệt, trận thắng Ryan Rosicky tại Canada giúp Oscar Rivas trở thành võ sĩ đầu tiên giữ danh hiệu Cruiserweight của WBC, một hạng cân chuyển tiếp giữa hạng vừa và hạng nặng mà Hội đồng Quyền Anh Thế giới vừa cho ra đời. Võ sĩ 31 tuổi người Anh tạo được lợi thế ở hiệp 2 với những cú đấm trái phải chính xác cùng với nhiều đòn hiệu quả ở những hiệp đấu tiếp theo. Tuy nhiên, Oscar Rivas đã cho thấy tại sao anh có được kỷ lục bất bại sau 26 lần thượng đài bằng sự điều chỉnh chiến thuật thi đấu và phát huy khả năng ở hiệp đấu thứ 9 với đòn móc tay phải hiệu quả buộc Dillian White ngã đài, giúp võ sĩ người Colombia giành được ưu thế về điểm kỹ thuật ở hiệp đấu này.
Trận đấu diễn ra cực kỳ hấp dẫn với nhiều cú đấm có trọng lượng được cả hai tung ra. Nhưng đoạn quyết định thì giới hâm mộ hoàn toàn không thể chứng kiến cho đến hết hiệp đấu thứ 12. Với nhiều cú đấm đạt độ chính xác nhiều hơn đối thủ, nên lần ngã đài ở hiệp đấu thứ 9 không ảnh hưởng đến điểm số chung cuộc mà Dillian White nhận được từ ban giám khảo, khi cả ba vị giám khảo đều có chung nhận định võ sĩ người Anh thi đấu tốt hơn so với võ sĩ người Colombia thông qua số điểm 115, 115 và 116 so với 112, 112 và 111 mà Oscar Rivas nhận được. Giành chiến thắng sau một trận đấu đầy khó khăn, Dillian White đã phải thốt lên trước ống kính rằng anh ấy là một chiến binh tuyệt vời, anh ấy là một người đàn ông cứng rắn, tôi rất tôn trọng anh ấy. Trận thắng vào đêm 20 tháng 7 chẳng những giành suất tham dự trận thách đấu bắt buộc với võ sĩ đang giữ đai WBC hạng nặng mà Dillian White còn trở thành võ sĩ đầu tiên chấm dứt thành tích toàn thắng của Oscar Rivas sau 27 lần thượng đài. Efe Asaba bị Brang Sanchez chấm dứt chuỗi 15 trận thắng liên tiếp hồi tháng 10 năm 2021. Võ sĩ này phải trải qua cuộc phẫu thuật cả hai khuỷu tay sau trận thua đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Efe Asaba trở lại võ đài vào cuối tháng 8 2022 ở Tulsa. Đối thủ thứ 17 trên võ đài chuyên nghiệp của anh là Joseph Ramos. Trận đấu làm nóng cho sự kiện chính, lão tướng người Hungary không ít lần chủ động tấn công. Tuy nhiên, võ sĩ người Nigeria Efe Asaba thể hiện sự vượt trội về kỹ năng đấm bốc trước quyết tâm của đối thủ. Dù bị tấn công, nhưng Asaba vẫn có những pha phản đòn chất lượng. Thậm chí, võ sĩ người Nigeria còn đấm đối thủ người Hungary ngã đài. Damos đáp ứng yêu cầu của trọng tài Gary Ritter, nhưng một đòn tay phải khác của Asaba khiến Damos phải quỳ gối khi hiệp 2 còn 1 phút 15 giây. Lần này, trọng tài Ritter ngay lập tức kết thúc trận đấu. Sau thất bại hồi tháng 10 năm ngoái, Asaba tìm lại hương vị chiến thắng trong lần thượng đài thứ 17 của mình. Cuộc so găng giữa Efe Asaba và Oscar Rivas sẽ bắt đầu cho những sự kiện nổi bật của quyền Anh hạng nặng trong năm 2023.